Rồi, xin chào anh em. Tiếp tục thì hôm nay em làm một cái chương trình là cuối tuần săn hàng tốt giá rẻ anh em nhé. Thì ở đây em đang có hai con ly, đó là một con 2.300 La Mã và một con 2.400 La Mã. Giá cuối tuần cực kỳ tốt cho anh em. Hôm nay là thứ bảy, em đã mở ruột gan hết và em sẽ quay luôn cái số series để anh em đúng cái con này ha, chứ không làm tầm bậy. Rồi, giá thì em cũng xin báo giá cụ thể và chi tiết luôn cho từng sản phẩm. Thì em sẽ đi máy móc trước, xong rồi số sori, rồi em sẽ báo giá cho từng con. Thì ở đây hôm nay em sẽ làm hai con đây này nhé anh em nha. Rồi em sẽ quay trước là con 2.400 La Mã anh em nha. Em xem nha, máy rất đẹp luôn. Đó, máy rất đẹp anh em nha. Đây là 2.400 La Mã đây nhá. Đây là bụi bặm nha, bạn mua là đẹp lắm, mấy con này còn đẹp. Đây, ruột gan luôn, mở nắp sẵn luôn, nắp không cắn mớp nha anh em nha. Đây, ruột gan là còn vàng ghế anh em nha. Đó. Máy là bao rin cho anh em chơi luôn. Đó, quay sơ bộ, những con này em có quay rồi, tại anh em không để ý thôi, anh em làm lại nè. Số series là 6875. Đây là con 2.400 La Mã. 6875. Rồi, con này thì giá đang tại shop em là 17 triệu. Hôm nay thứ bảy bán cho anh em với giá cực kỳ tốt 16 triệu. Bao ship cho anh em nhé, 16 triệu anh em nha. Đó, 16 triệu bao ship nếu anh em chịu khoản đủ nha. Có một con thôi. Một con thôi anh em nha. Đây là con 2.400 La Mã. Đây, máy móc là tuyệt vời. Đó, anh em xem nha. Sạch sẽ đẹp hết anh em, bao rin cho anh em luôn. Rồi, giữa 4 La Mã và 3 La Mã nó sẽ khác nhau là thứ nhất là cái sườn sắc xi, bên đây là màu đen, bên đây là màu trắng, mình gọi là trắng đục đi, nó ngà ngà xanh xanh nhé. Đó, đây là mặt muộn của con 2.300 La Mã anh em nhé, anh em xem nhé. Máy rất đẹp. Đó. Rồi, những cái dòng đời nông này chúng ta có thể ghép vào những cái cặp loa, ví dụ như là Boss 363 này nè. Những cái dòng Boss này, những cái dòng mà lo cây nè, của BBK, Tây Noi nè, nó rất là nhiều ha. Con này khá là ok và anh em có thể ghép vang đâu, hát cũng ok luôn anh em nhé. Đó, đây là nội thất của con 2.300 La Mã đây. Rất là đẹp, sạch sẽ cho anh em luôn. Đó. Rồi, kể cả số series đây. Đây anh em nha, 3240 nha, 3240. Hai con này đều là 275W. Và nếu anh em nhìn về cơ bản thì hai cái bo mạch công suất nó gần như nhau. Nhưng mà tại sao con 3 La Mã và con 4 La Mã? Vì con 4 La Mã thì về phần rề nó sẽ cải tạo hơn, cho tiếng nó trong và nó sạch hơn là thằng 3 La Mã. Chút xíu nếu anh em chịu để ý. Chứ còn anh em nghe bình thường thì nó gần như nhau. Đó. Rồi, với giá của con 2.300 La Mã tại shop em đang bán với cái mức giá là 15.500.000. Thì hôm nay em bán cho anh em với mức giá cực kỳ sốc luôn, chỉ có 14.500.000 một con. 14.500.000 cho 3 La Mã và 16.000.000 cho 4 La Mã. Hôm nay em sẽ làm hai con này để anh em tham khảo. Đây là nắp lưng của con 3 La Mã đây anh em nha. Đó, không có mớp. Nó vẫn có dấu này là dấu chồng bãi đó. Cái dấu để lên thôi, không có gì cả anh em nha. Đó. Máy là đẹp cho anh em chơi. Bảo hành sản phẩm cho anh em là 1 tháng nha. Tất cả những sản phẩm mà em bán ra là bảo hành cho anh em 1 tháng. Loa thì là bảo hành theo kiểu là bao rin cho anh em. Đó, tình trạng như thế nào em sẽ báo. Còn tất cả các sản phẩm là ok hết, đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng và test ok hết rồi. Anh em nào yêu thể phone em đây. Hôm nay là cuối tuần săn giá tốt cuối tuần. Có hai con ly, em xin nhắc lại một lần nữa nha. 2.400 La Mã, giá tại shop đang là 17 triệu, hôm nay em bán 16 triệu. 2.300 La Mã 15.500.000, hôm nay em bán 14.500.000. Giá là bao ship cho anh em, máy rất đẹp. Đấy, có hai con thôi. Anh em nào yêu nhanh tay thì phone ngay cho em nhé. Không thể không lâu lắm mới sẽ có cái đợt như thế này. Thì mỗi một tuần em sẽ làm một hai sản phẩm như thế này. Giá cuối tuần giá tốt. Làm hết sản phẩm này em sẽ quay vào sản phẩm khác chứ không có quay lại nó. Anh em nha. Đó, chỉ hai con này đúng hai số series này là giá cuối tuần tốt cho anh em chốt để nay ngày mai và thứ hai. Nha. Rồi. Tới đây thì em xin kết thúc clip nha. Anh em nào yêu hãy phone ngay cho em qua số điện thoại 0334361245. Xin cảm ơn rất nhiều.